Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Trước khi đến với video này, theo các bạn thì những quy định cấm nào ở trường học của bạn đáng sợ và bạn ghét nhất? Hãy comment câu trả lời bên dưới video nhé. Khi nói đến các quy tắc và quy định của trường, mọi quốc gia trên thế giới đều có cái riêng, Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những quy tắc trường học của Nhật Bản là vô cùng mới mẻ, thậm chí là rất sốc đối với nhiều nơi trên thế giới. Trong khi ở Việt Nam, các em học sinh ngoài việc học tập thì không phải thực hiện các quy định khắt khe và kỳ lạ mà chắc rằng khi nghe đến sẽ khiến nhiều bạn phải giật mình kinh ngạc và nhủ thầm, ơn giời Việt Nam không có quy định lạ lùng như thế. Để biết đó là những luật cấm gì thì các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá học sinh Việt Nam sốc nặng 7 luật cấm trong trường học Nhật Bản gây sốc trên thế giới nhé. 7. Học sinh phải mặc đồ lót màu trắng. Hầu hết các trường học tại Nhật Bản đều có những yêu cầu khắt khe về trang phục khi đến trường của học sinh. Đến loại túi đựng vỡ, dây buộc tóc được sử dụng cũng phải tuân theo quy định. Tuy nhiên, một trong những khoản được coi là kỳ quặc nhất đó là yêu cầu nữ sinh phải mặc áo lót màu trắng. Nguyên nhân được đưa ra là vì đồ lót của trẻ em phải đơn giản và gọn gàng để không gây mất tập trung, không tạo cảm giác gợi cảm. Và đồ lót màu trắng, đặc biệt áo ngực màu trắng, được cho là loại trang phục khó để lộ màu sắc nếu nhìn từ bên ngoài nhất. Dù lý do có thể chấp nhận được, nhưng việc chỉ mặc đồ lót màu trắng thay vì yêu cầu không để lộ màu đồ lót được cho là kỳ lạ và vấp phải nhiều chỉ trích. Đa phần các ý kiến cho rằng trên thực tế, miệng không để lộ màu nội y thì không ai biết nó có phải màu trắng hay không, và quy định trên là không cần thiết. Và điều gây ra sự phẫn nộ hơn nữa trong cái quy định kỳ quặc này đó là việc giáo viên được quyền kiểm tra áo lót của học sinh trước khi vào lớp. 6. Luật cấm về tình bạn, tình yêu. Nếu như ở Việt Nam chúng ta có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình với bạn bè, thậm chí cũng chẳng ai cấm chuyện yêu đương, thì ngược lại ở Nhật Bản, bạn sẽ phải sống dưới một loạt cấm đoán không thể nào hiểu được. Chẳng hạn như nếu nam sinh và nữ sinh trong trường muốn nói chuyện với nhau, buộc phải nộp giấy báo cáo về cuộc trò chuyện cho nhà trường. Nếu được cấp phép, cả hai sẽ được trò chuyện với nhau trong phòng đàm thoại của nhà trường. Bạn không được phép nhìn chằm chằm vào phái nữ, nói chuyện trực tiếp hoặc nói lớn tiếng với cô ấy. Khi muốn có quan hệ tình cảm với một chàng trai, cô gái, phải có một cuộc họp 6 bên, gồm bạn, người đó, giáo viên và người giám hộ của đôi bên. Bạn có hình dung nổi phải trải qua cả một quá trình lằng nhằng như thế chỉ để nói chuyện với một người khác giới. Ngay cả khi bạn được phép nói chuyện với người mà bạn thích thì cũng rất kỳ cục. Chưa hết, nam nữ nói chuyện với nhau cần phải cách xa ít nhất 2 mét, không được nói chuyện với nhau liên tục 3 phút. Nếu như ở Việt Nam có nhiều cảnh âu yếm bị phát hiện thì ở Nhật tình cảm nam nữ là được phép, nhưng bạn không được trao nhau ánh mắt tình ái trong nhà trường. Điều này là nhằm hạn chế việc phân phát cậu lương gây ảnh hưởng cho các bạn khác học tập. 5. Vệ sinh. Nhật Bản không chỉ được biết đến là một cường quốc hùng mạnh về kinh tế và còn nổi tiếng với hệ thống giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới. Chính vì lẽ đó, Nhật Bản luôn là điểm đến được nhiều bạn trẻ Việt Nam và quốc tế quan tâm đến mỗi khi quyết định du học. Nhưng trước khi quyết định đến đây, bạn nên cẩn thận với những quy định cấm học sinh của các trường học ở xứ sở mặt trời mọc. Trong đó có các quy định về việc đi vệ sinh. Nghe có vẻ rất quái gở đúng không nào? Và chắc rằng nhiều bạn sẽ cảm thấy cực sốc nếu biết rằng nhiều trường học ở Nhật Bản quy định một lần đi vệ sinh của bạn tối đa chỉ có 7 phút và bạn chỉ được dùng tối đa 30 cm giấy vệ sinh. Suy nghĩ của bạn ngay lúc này là gì? Hãy cho em Miên biết trong phần bình luận nhé! Còn em Miên thì cứ thắc mắc, nếu chẳng may hôm nào bị Tào Tháo rượt thì không biết phải chấp hành quy định này như thế nào nhỉ? Phải chăng các bạn đã cảm thấy may mắn vì ở Việt Nam bạn có thể vô tư sử dụng nhà vệ sinh để giải bày tâm sự trong bao lâu thì tùy. 4. Cấm làm đẹp. Trong khi các bạn học sinh ở Việt Nam chúng ta được vô tư để các kiểu tóc theo thần tượng của mình, mà nhiều nhất là kiểu tóc của các oppa Hàn Quốc. Thế nhưng tại nhiều trường học tại xứ sở Hoa Anh Đào đã ban hành quy định cấm học sinh các kiểu tóc true blonde đang thịnh hành hiện nay. Với lý do được Hội đồng Giáo dục Nhật đưa ra, đã có nhiều trường hợp liên quan đến sự cố hoặc tai nạn do vẻ ngoài và những yếu tố khác. Và mục đích của quy định này được đặt ra là nhằm bảo vệ học sinh. Riêng em Miên nghĩ chắc vì kiểu tóc này hot và đẹp, nếu các bạn nam các sợ là những bạn nữ sẽ mất tập trung hoặc có cảm tình. Trong khi việc yêu đương học đường là điều cấm kỵ trong trường học ở Nhật. Không chỉ có các bạn nam, các bạn nữ cũng không thể mặc sức ăn diện như các bạn nữ ở nhiều nước trên thế giới. Khi tóc cũng không được nhuộm, không dùng các dây buộc tóc sặc sỡ và không để tóc mái dài che lòng mày. Các trường trung học Nhật Bản không cho phép nữ sinh đeo bông tai và dây chuyền, thậm chí khăn quàng cổ bị nghiêm cấm, ngay cả khi bạn đang đau họng. Tương tự, khẩu trang không được phép mang trong trường học trừ khi nó có màu trắng. Nói chung là cấm bạn quá xinh hay cứ bình thường để không ảnh hưởng đến sự tập trung của người khác. 3. Cấm sử dụng thiết bị điện tử. Trong khi các bạn đang tận hưởng những sản phẩm công nghệ mới nhất từ các hàng Apple hay Samsung như điện thoại, máy tính bảng, laptop, iPod, thì ở các trường trung học của Nhật Bản, gần như mọi thiết bị điện tử bị cấm. Bạn có tin được không? Thời đại công nghệ 4.0, nhưng các sản phẩm như điện thoại, máy nghe nhạc, máy chơi game, tiểu thuyết, manga và tất cả những thứ không cần thiết cho việc học và hoạt động của câu lạc bộ thì đều bị nghiêm cấm tuyệt đối dưới mọi hình thức. Học sinh chỉ được phép sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó hoặc sử dụng với lý do rõ ràng và tất nhiên bạn phải được sự cho phép của giáo viên. Tuy nhiên vào tháng 7 năm 2020, Nhật Bản đã gỡ bỏ lệnh cấm nghiêm ngặt sử dụng điện thoại. Vẫn cho phép học sinh mang điện thoại vào trường nhưng bỏ vào tủ cá nhân phòng trường hợp khẩn. Bởi Nhật Bản thường xảy ra các trận động đất, sóng thần và đã có nhiều trường hợp trẻ em bị mắc kẹt và chiếc điện thoại đã trở thành cứu tinh cho các em học sinh. Không được mang đồ ăn đến trường. Dường như trong các trường học ở xứ sở Bhutan không có gì là không cấm được, đến cả đi vệ sinh cũng có quy định, thì nói gì đến việc ăn uống của các em học sinh. Điều này cũng được quy định một cách cụ thể. Ở các trường học Nhật Bản, học sinh không được đi đến các quán ăn trưa, cũng không được mang theo bữa ăn chuẩn bị sẵn ở nhà. Nhà trường sẽ cung cấp bữa ăn cho mọi học sinh. Lý giải cho quy định khó hiểu này, nhà trường đưa ra là vì điều này là để đảm bảo sự công bằng cho tất cả học sinh dù ở tầng lớp khác nhau. Điều này cũng để đảm bảo học sinh có đủ năng lượng để học tập trong cả ngày. Các món ăn được phục vụ từ cơm, thức ăn đến súp và quan trọng là học sinh nào bỏ thừa đồ ăn sẽ bị phạt. Nếu đem quy định về áp dụng ở các trường của các bạn có đồng ý không? Một, học sinh tự quét dọn trường học. Trường học của bạn hiện tại, ai làm nhiệm vụ vệ sinh nhà vệ sinh ở trường? Chắc chắn câu trả lời của phần đông các bạn là những người lao công phải không nào? Nhưng tại các trường học ở Nhật sẽ không có những người lao công như ở Việt Nam chúng ta, mà các bạn học sinh sẽ phải đảm nhiệm luôn vai trò giữ gìn sạch sẽ lớp học và hành lang. Trông thì có vẻ vất vả cho các em học sinh đấy, nhưng điều này vốn là để nhà trường giáo dục ý thức cho học sinh từ nhỏ về việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, dù là ở nhà hay ở trường. Và sự giáo dục này nhận được sự đồng ý rất cao từ các bậc cha mẹ của học sinh. Qua đó có thể thấy, nền giáo dục theo kiểu thực hành của Nhật Bản luôn khiến thế giới phải khâm phục, bởi nó đào tạo ra những con người vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng trong cuộc sống xã hội. Sau khi xem video, luật cấm nào trong trường học của Nhật Bản làm bạn cảm thấy sốc nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận. Theo bạn, chúng ta nên áp dụng quy định nào vào trường học của Việt Nam? Hãy cho mọi người biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.